Hello, hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến cái giải đấu liên server. Thì đợt này chúng ta sẽ theo dõi, thứ nhất là theo dõi Thiên Cung Đế, thứ hai là theo dõi Legend. Trận đầu tiên thì Thiên Cung Đế gặp với bạn gì đây? Pankiller. Pankiller này là một cái bạn chơi gì? Ủa, Pankiller chơi Nguyệt Lão các bạn. Pankiller chơi Nguyệt Lão này. Bạn này chưa có tấn công ngon nhỉ. Nguyệt Lão có cái phần trăm tấn công, chắc là bạn này muốn buff pháp bảo tấn công để lên giáp cho Ngộ Không. Về cái kỷ vật của Ngộ Không của Pankiller thì có giảm sát thương à. Anh chạy bạn này đi vừa tanh vừa thủ à. Thiên kỹ cũng vậy. Thiên kỹ thì hai cái thiên kỹ đam bạo kích, đang đi bạo kích à, để cho nó vừa tròn bạo kích. Đang báo thức nha các bạn, đợi mình xíu, cứ đến giờ báo thức là nó. Thế chúng ta sẽ xem trận đấu đầu tiên nhé. Thì chắc chắn rồi, mình sẽ cược Thiên Cung Đế rồi. Về cái đội hình của Thiên Cung Đế thì chúng ta hiện tại xem qua một chút nhé. 2 tỷ 3 rồi nha các bạn. 2 tỷ 3. X2 rồi các bạn. Khá là kinh các bạn nhỉ. Tính đi tính lại nhìn những cái nick này. Không có gì để chê nữa. Nó nhìn là chỉ là thèm chạy dãi ra. 35 giây nữa, 35 giây nữa thì mình đảo qua tí mình ra nhận cái này. Này, Pankiller. Mình nghĩ chắc không chếp đội hình đâu các bạn. Với cái vị trí như thế này thì chắc là Thiên Cung Đế cho một hit là đi thôi. Ao quá, ao chênh nhau 1 tỷ 8. Chênh dã man đâu các bạn. Nghĩa là nick người ta nạp rất là nhiều. Nạp nhiều cách dã man luôn. Thiên Cung Đế đánh đầu nha các bạn. Ôi, Tiểu Bạch Long ôm đạp tôi. Ui, và anh nhái. Các bạn thấy cái gì không? Một giật. Cái đó là cờ mình nhớ không nhầm là cái phong hỏa. Cái phong hỏa đấy các bạn. Đúng không? Mình đoán đúng không? Cái phong hỏa, đúng rồi. Đúng rồi, cái phong hỏa một giật kết hợp với cái này nó sát thương khá là đau. Sự thật thì nói về những con thiên đế này thì mình chỉ biết cười thôi các bạn. Đây, chúng ta sẽ xem một số cái trận khác đi. Trận trận đó mình sẽ kiếm một cái trận nào đó đánh nó kênh cân một tí. Đây, trận này là thầy Saber với, không phải, nạt, không phải. Mình kiếm cái trận nào Redox đánh với, ở đây. Đây, hai bạn này lực chiến khá gần nhau này. Redox với bạn này. Một bên là Thánh, một bên là Minh Giới nhé các bạn. Hai bạn này trận chiến, hai bạn này đánh khá là hay. Vậy chúng ta sẽ xem trận đánh của hai bạn này đi. Đây, Thánh có vẻ nhỉnh hơn đấy các bạn ạ. Ui, ui, Thánh vẫn là gì đó rất là bá các bạn ạ. Cùng một lực chiến thì Thánh vẫn ăn rất là nhiều. Tôi chênh quá. Đánh một cái mà chết cả team như thế này cùng lực chiến thì xem làm gì nữa. Chúng ta sẽ xem cái bên nào nó cân cân. Ái xà, đội hình này có vẻ hay này. Đấy, cái này hai Minh Giới. Đội hình giống như nhau luôn các bạn. Và khá là cân bằng. HL Kaito mà cũng thắng được một ván các bạn. Thì mình xem cái trận vừa rồi HL Kaito tại sao lại thắng. Nó vẫn chưa hiện chiến báo các bạn.
Thôi chúng ta sẽ đảo qua một tí HLK. Thôi bạn này chơi level 97 à, lên level tốt thế. Bạn này chưa có đồ đỏ các bạn nhé, chưa có một cái đồ đỏ gì mà vẫn thắng được. Đam mà 25 triệu à, 2 triệu rưỡi. Đam chính là ai? 2 triệu rưỡi, 2 triệu 3. Thiên thủ yêu cơ, vậy là đam chính là Bạch Thử và Bạch Cốt Tinh các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng vào xem trận đấu luôn nhé. Bạch Cốt Tinh của bên bản lão già được đánh đầu các bạn ạ. Kinh nhỉ, một quả Bạch Cốt Tinh mà đi hết cả team đội bạn luôn các bạn ạ. Hình như các bạn này không chơi Bách Nhãn Quân Phản Đam hay sao ấy các bạn. Nói chung là trận này khá là căng thẳng đấy. Kaito Kid tuy đang tranh 60 triệu nhưng như thế này mình cũng thấy khá là chất lượng, khiến cho lão già phải đau đầu, phải thay đổi vị trí. Xem mấy cái trận liên server chúng ta mới thấy được là rất là phải đắn đo suy nghĩ về vị trí cũng như là cách phối đội hình. Đôi lúc lực chiến không phải là cái vấn đề cốt lõi để giành chiến thắng nha các bạn. Không biết ai là người đánh đầu đây. Vậy là Kaito Kid được đánh đầu các bạn ạ. Ui, một quả Bạch Cốt Tinh khá là kinh các bạn ạ. Nói chung là đánh trước là rất có lợi nha các bạn. Tranh nhau 100 triệu lực chiến cũng vậy. Đánh trước là cực kỳ có lợi luôn. Đây thì các bạn có thể có biết được cái góc nhìn là thật ra ấy thì cái tư duy đội hình là ảnh hưởng rất là nhiều nha các bạn. Thiên thủ yêu cơ mình nghi là gánh được hết tất cả các bạn. Quả này căng đấy. Hai bạn này đánh nhau căng quá. Thiên thủ yêu cơ kìa. Bạch thử này là bạch thử gì đây? Bạch thử cũng thức tỉnh nha các bạn. Ui, ui, cân đấy. Đúng là cái trận này căng thẳng các bạn. Tranh nhau 70 triệu lực chiến. Xem cái trận này mình nghĩ lão già sẽ thắng rồi. Bởi vì lão già được đánh trước mà. Lão già đánh trước thì lão già sẽ ăn thôi. Thôi xong rồi, lão già thắng rồi các bạn. Lão già thắng rồi. Đấy, những cái trận này rất là căng thẳng. Ok, mình sẽ về Đê Thiên Cú Đế mình xem cái trận tiếp theo. HL Thiên Cú Đế chứ. Gặp với bạn này thì mình nghĩ bạn này cũng một đi thôi. Mình xem bạn cun này bao nhiêu này. Bạn cun này là có Dương Tiễn này, đội hình cũng vậy thôi, hai đội hình quốc dân. Dương Tiễn là 4 triệu đam à, chơi rùa nhé. Dương Tiễn chơi rùa kết với kết hợp với bạo kích à, bạo bạo thương, nghĩa là rùa đam đi với cái này, thêm cái này tăng sát thương nữa à, không có cái Minh Văn Đỏ nhỉ.
Đây cũng là 4 triệu 1 2 đam các bạn nhé. Rồi chúng ta quay trở lại. Ui, một cái đi đời luôn các bạn ạ. Đi luôn đi luôn, không có gì để cho chúng ta có thể có một cái cơ hội thắng nữa. Làm cái quả phong hỏa nó đau lắm. À, chúng ta sẽ check một số cái đội hình bên nào nhỉ. Mưu bánh bèo là mềm nhũn đi, qua xem mà. Ui, yêu giới đánh với minh giới này, trận này có vẻ hay ấy. Mềm nhũn đi với tiểu phàm. Đánh với tiểu phàm. Tiểu phàm thì chỉ 6 triệu 643 triệu thôi. 2 triệu 9 cong. Thiên thủ yêu cơ thì sao? Ái chà, bạn này đi đáp chính là thiên thủ yêu cơ nhá, khá là hay các bạn ạ. Đáp chính là thiên thủ yêu cơ. À, cho thiên thủ yêu cơ vị trí thứ nào? Vị trí thứ ba các bạn ạ. Thì trận này bạn này vẫn để như vậy. À, đà bạc kim sĩ của mềm nhũng thì vị trí thứ hai, sắp xếp lại thay đổi vị trí rồi. Mềm nhũng không thay đổi vị trí nhé, mềm nhũng cứ để đồ hình vậy. Thiết phiến này miễn dịch rồi. Gọi là kim tra mộc tra. Trận này có vẻ căng thẳng đi các bạn ạ. Đại bằng kim sĩ vẫn bá thật. Bạch thử chết cái là kim tra mộc tra đi rồi. Ui, mềm nhũn thắng rồi các bạn nhé. Được đánh đầu rất là lợi. Mà không biết tiểu phàm tại sao lại thắng được một ván nhé. Tí chút nữa chúng ta sẽ xem lại cái trận này một chút. Ừ, còn có một bên nào đánh cân bằng nữa không nào? À, đôi này, trận này cũng cân bằng này. Đây, thôi chúng ta xem đội hình trận này đi. Đây có yêu này, đánh với minh giới. Mà yêu vẫn thắng được nha các bạn. Yêu đánh với thánh nhé. Ui, đại bàng kim sĩ chơi rùa các bạn ạ. King. Vãi nháy thật. Thấy chưa các bạn, bảo chưa? Đại bàng kim sĩ rất là gắt nha các bạn. Đại bàng kim sĩ cũng nó cũng gặp... Nói chung là bi rùa ấy. Đợt này bi rùa thì dưới level 100 bi rùa khá là ngon. Không biết lên level 100 thì cái meta rùa nó có bị thay đổi hay không. Thì cái này cũng phải chờ một thời gian chúng ta mới biết được cái kết quả. Đấy, trận này bên lại là tiểu phàm thắng tiếp. Các bạn, đây tiểu phàm này thắng tiếp này. Có hai trận đấu hay. Không biết xem trận nào. Thôi chúng ta xem lại cái trận trả tả để đi. Rồi tuần cuối chúng ta sẽ xem bên kia. Trận này thì mình nghĩ đầu trận là thánh sẽ thắng thôi. Bởi vì cái trò này kể cả tranh nhau 100 triệu lực chín ấy, ông nào đánh trước là sẽ có rất là nhiều lợi thế. Vì thế mà không biết cái meta một level 100 ấy có cái kia mới ra thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều như thế nào. Núp đại hoàng kim sĩ rồi. Cho kia lên phản đam à, Nghiêu Ma Vương. Phản được không? Ui, thôi toang rồi.
Toàn rồi các bạn ạ. Quả đó sao Ngộ Không phải đánh hàng giữa ta? Mình không nhớ đáng ấy. Ngộ Không phải đánh thẳng vào vào Ngưu Ma Vương chứ. Vô lý thế nhỉ? Cần đấy các bạn. Ôi, thôi chúng ta sẽ xem trận cuối tăng ta qua vậy. Ơi, phải nhái tiểu phàm này thắng rồi các bạn kìa. Các bạn thấy chưa? Tiểu phàm này thắng kìa. Trận này tiểu phàm là người đánh sau nhá các bạn. Nhưng mà vương gọi rùa này. Ôi, rùa không nổ nhiều báo kích. Miễn dịch này là hình như là cái thần thông mới ra. Tính ra con cố tướng quân ôm đam tốt kìa các bạn kìa. Nhịn gánh nha các bạn. Nhịn gánh rồi. Còn này nhịn gánh các bạn. Nhịn gọi ra cả đống kìa các bạn kìa. Solo đại bàng kim sĩ với nhịn kìa. Ái chà. Các bạn thấy cái gì rất hỗn loạn kìa. Ui nhịn nó cắn kìa. Rát thế. Nhịn này mang gì mà càng cắn đau thế nhỉ? Chắc là mang Diêm Vương hoặc là cái kia chứ. Từ từ mình check lại nhìn này mang cái gì mà. Ồ, chết chết chết. Vút 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 vút. Vút tí vút nhầm. Đây tiểu phàm hình như nhện này là. Ui mang hai cái này bảo sao càng lít càng mạnh. Bảo sao mình thấy cộng dồn nhiều thế. Lít cắn một cái mà con kia chết. Thì ra vừa mang thiên kỹ Diêm Vương với thiên kỹ Dương Tiễn. Ôi hai cái thiên kỹ là đánh càng lâu càng mạnh. Tính ra trò chơi này nó sản xuất ra mấy cái riêng thiên kỹ đó khá là hay. Nó tạo ra mấy thiên kỹ đó khá là hay đấy các bạn. Chắc một cái đi luôn các bạn. Hai nhịp. Một nhịp của Thiên Đế và một nhịp của Thái Bạch. Không chết kìa. Ui. Tiểu Bạch Long mạnh thế nhở. Tiểu Bạch Long đánh kỹ năng cái mà thằng Thái Bạch Kim Tinh chết. Ui. Cái gì thế? Cái gì thế bạn? Các mọi người một cái đánh thường thế. Một cái đánh thường một toang luôn. Phong hỏa đấy các bạn. Một cái đánh thường của phong hỏa. Đánh thường xong rồi phong hỏa đánh một cái chi tiết khiếp thật. Ôi tiểu phàm này thắng à. Tiểu phàm này chơi bi nhện kinh thế nhỉ. Đấy. Những nick như thế này mà không người đánh bạch thử nha các bạn. Thì thật ra cái mỗi cái chất tướng nó có một cái riêng. Nói chung là nếu mà nhận xét về minh giới thì nó có nhiều kiểu bi lắm. Ví dụ như bạn này bi nhện này chả mạnh. Nhện mà đánh chân là chiến rất là nhiều này. Đúng không? Nhện này. Rồi. Đúng rồi, đam chính của bạn này là nhện đấy các bạn. Các bạn thấy chưa? Các bạn nhiều lúc chúng ta xem nhiều nội dung quá ấy, chúng ta bị thần thánh hóa những cái con nó không đạt hiệu quả quá cực kỳ cao. Nick này đi chơi hai bạch thử nha các bạn. Nick Lucky. Lucky. Bạch thử đam nha các bạn. Nhịn có trụ được không? Ôi nhịn chết là toang rồi các bạn. Nhịn mà chết thì hầu như là bạn này không có cửa thắng nữa rồi. Bởi vì đam chính của bạn này ở bên nhịn mà.
Đấy, chúng ta bỏ qua đi. Cân bằng, nói chung là bạn Tiểu Phàm này đánh khiến cho mọi người khá là hồi hộp. Có kèo nào cân được không? Chắc chỉ có kèo Tiểu Phàm cân. Chúng ta xem một ván ở kèo bên Tiểu Phàm đi. Xem là Tiểu Phàm win trận này không. Khi mà Tiểu Phàm biết Tiểu Phàm đánh đầu là Tiểu Phàm cho nhịn Tiểu Phàm lên vị trí thứ nhất luôn nha các bạn. Hay là vẫn cho cuối à? Ồ, cho cuối rồi. Ấy chà, Tiểu Phàm đánh từ vị trí thứ hai, đặt đánh sau các bạn ạ. Đánh minh giới thì nó sẽ khác với những cái phe khác, nó sẽ đánh mang tính chất là sắp xếp vị trí núp núp những con năm chính, còn các phe khác thì thường để vị trí thứ nhất và thứ hai khá là nhiều. Ôi, bạch cứu tinh thắng kìa. Bên kia tại sao lại lấy diêm vương nhỉ, mình cũng không hiểu nhỉ, chơi hai đỏ hơi oải các bạn. Thực ra bạn Lucky Lock này đồ rất là khỏe nhưng bạn cảm giác. Ui, nhịn nó cắn liên tục kìa. Kinh. Sợ, đáng sợ thật các bạn ạ. Của tướng quân cũng khỏe. Cắn liên tục. Bị độc chết à? Diêm Vương bị độc chết hả các bạn? Khỏe không? Đấy các bạn ơi, nói chung là để mà hiểu về một con tướng thì chất tướng của một phe thì chúng ta phải xem những cái trận đánh như thế nào nó mới cảm giác hợp lý. Chênh nhau 60 triệu đấy mà cùng phe với nhau ấy. Bạn này đang chơi meta bạch thử này. 2-2. Đúng là con đường mà để đi tới thành công của Tiểu Phàm khá là gian truân. Chúng ta xem đội hình của Lucky Luck về con bạch thử này đi. Bạch thử này thì chuyển sang đam nhé. Đồ khá là ngon, có đồ đỏ này, có minh văn đỏ này, có phần trăm tấn công này, nổ được cái nhân phẩm cái này khá là ngon này. Thần thông cũng full đam luôn, có cái thần thông Diêm Vương nữa. Giảm sát thương. Đồ bạn này thần thông rất là ngon nhé các bạn. Toàn thần thông xịn. Đấy, bạch cốt tinh cũng đồ thần thông cả đống này. Nhìn thật. Tranh nhau có 60 triệu thôi. Chúng ta sẽ xem trận này đi. Trận này là trận quyết định. Lúc nãy là Lucky Luck đánh trước đấy các bạn ạ. Lần này thì Tiểu Phàm đánh trước. Nên Tiểu Phàm cho nhịn vị trí thứ nhất luôn các bạn nhé. Ôi, vẫn bị đánh sau. Nghĩa là bây giờ đã sửa lại rồi các bạn ạ. Bây giờ cứ lực chiến mà cao ấy thì sẽ được đánh trước các bạn ạ. Ngày xưa ấy, giải đấu này mình nhớ không nhầm là đánh theo thứ tự. Một người đánh một lần. Nhưng mà cái này mình cũng không rõ lắm. Để mình chú ý thêm một chút. Bạn nào biết thì comment mình nhé. Bá thắng rồi các bạn. Ui, cũng chưa chắc đâu các bạn ơi. Không biết được. Hai bạn này chắc là cũng vậy. Cũng phải hồi hộp lắm thì các bạn ạ. Ui, con bạch thử được gọi gọi kim ra mọc ra ra sớm nên đạt cái hiệu quả rất là cao. Toàn rồi thôi à, tiên độ yêu cơ thua rồi các bạn. Thua rồi bạch thử được gọi kim ra mọc ra ra sớm. Thôi là mình ủng hộ Thiên Cụ Đế.
Nói chung là cái trận đấu này mình đã rất hay. Tuy rằng là Tiểu Phàm thua nhưng là cũng rất là cảm thấy Tiểu Phàm chơi được. Và một cái meta góc nhìn mới là phun nhện, đánh được chênh mềm nhũn này. Rồi bạn này ban đầu gặp gặp ít lực chiến thấp. Chúng ta sẽ xem trận của ai đi. Xem trận này Mưu Bánh Bèo đánh với Ly Gần Tiên Cô Đế. Chúng ta xem lại bản này. Bản này có những bộ thần thông khá là ngon các bạn. Toàn những thần thông ngon. Đồ đỏ cũng có. Ui trời ơi, bạn này cũng đầu tư chất lượng đấy các bạn ơi. Đồ đỏ khá là nhiều. Mà sao lực chiến cấp thế nhỉ? So với Tiểu Phàm. Tiểu Phàm này. Tiểu Phàm thì một set đỏ thôi. Trong cái đó bên kia 3 set, gần 3 set. Thôi Tiểu Phàm thắng như thế này cũng đánh giá chất lượng cao rồi. Tiểu Phàm mà nếu mà dồn thiên ký thì phà thì ngon hơn. Nhưng là mình nghĩ Tiểu Phàm cũng hơi bị lực chiến ảo ấy các bạn. Chứ bạn này mà bây giờ ép lực chiến xuống thì chắc cũng ép được rất là nhiều. Không biết lực chiến bạn này lên ở đâu. Tiên vị. Tiên vị đỏ. Thiên vương. Rồi chúng ta xem trận Legend đánh với Mưu Bánh Bèo nhé các bạn. Giấu Ngộ Không phía sau. Miễn dịch kìa. Các boss bắt đầu có thần thông miễn dịch rồi các bạn thấy chưa? Ngộ Không chơi rùa nha các bạn. Ôi bị phản chết kìa. Phải nhài cười. Cười ỉa các bạn ạ. Ông nào bảo tiên yếu đi. Chênh rất nhiều lực chiến đấy các bạn nhé. Hiện tại là chênh cực kỳ nhiều lực chiến nha. Bị chắc là bị phản đam từ thiên hậu chứ gì. Ấy chả Quan Âm gánh nhỉ. Hay là Quan Âm đam chính. Căng đấy các bạn ạ. Không đùa được đâu. Không biết là mèo nào cắn mèo nào đâu các bạn. Ấy chả Quan Âm gánh các bạn, Quan Âm lật kèo ấy, suýt suýt thăng. Chúng ta xem qua một chút cái thần thông của Trư Bát Giới đi. Đây thần thông tạo hóa này các bạn thấy chưa, thần thông bất tử này ngon không, quá trên sở mình thấy mà không thay đổi điều hình này. Ly Ngân không thay đổi đội hình. Gọi rùa ra đầu tiên. Ui một quả rùa đau quá. Tôi thắng rồi còn gì nữa đâu. Quả đầu tiên là mọi người hết hồn. Quả đầu tiên là chúng ta xem cái Thiên Cú Đế thắng nhanh thế. Mưu Bánh Bèo không có thắng là mình vút Thiên Cú Đế đã, không ngờ lại quên. Đây chúng ta xem cái trang bị của Mưu Bánh Bèo đi. Hình như lúc nãy bị phản đam mà từ đây ta. Lúc nãy chúng ta thấy nó bị phản đam đúng không nhỉ? Thì không biết phản đam từ đâu. Cũng không thấy. Phản bằng phòng thủ không phải con này. Đây nếu có thì chỉ có Nguyệt Lão. Thì chúng ta xem lại trận 2 một chút nhé. Tí nữa đi. Tí nữa mình chúng ta sẽ xem lại cái trận 2 tại sao quả đóng ngộ không bị phản chết. Thiên Cô Đế vẫn rén đấy. Phải thay đổi vị trí các bạn. Ly Gần thì kệ đi, sắp xếp làm gì cho nó đâu đâu. Ly Gần có quả miễn sát thương thích nhỉ. Thiên Cô Đế biết rồi nên cho Dương Tiến lên vị trí đầu rồi các bạn. Ôi rùa kìa. Thôi, xét hồng hoang nó khác bọt lắm các bạn.
À, hiện tại thì đang có cái mấy cái thần thông đánh vào đâm chính của kẻ địch với giảm sát thương của kẻ địch nữa nên khá là hiệu quả. Đúng rồi, mình check lại những cái thần thông của thằng Dương Tiễn này. Thần thông của Dương Tiễn này. Hỗn loạn choán, đây là Dương Dương Tiễn hỗ trợ. Đây là chuyển hóa sát thương này. Hậu thuẫn không phải các bạn. Rồi xem thêm một trận nữa. Cảm giác cái thằng Thái Bạch Kim Tinh nó chưa được chơi hay sao ấy các bạn. Lúc nãy đến giờ chúng ta chưa được xem Thái Bạch Kim Tinh ra kỹ năng. Du Long Quy Hải này các bạn ạ. Sao lại thằng Dương Tiễn nó đánh vào cái thằng Ngộ Không và đánh không đánh vào Tiểu Bạch Long ta? Bạn nào giải thích giúp mình được không? À hay là lúc đó nó đánh vào rùa. Đúng rồi, đánh vào rùa các bạn ạ. Tính ra rùa bóp đấy. Đúng rồi, nó sẽ đánh cái thằng hàng đầu tiên. Nên nó ra kỹ năng vào rùa đúng không nhỉ? Mình từ từ đợi mình xíu nhé. Mình check lại cái gì nhỉ? Mình đang tính check lại cái gì cho các bạn xem. Phần RAM đúng không nhỉ? Thôi, để tí nữa xem đi. Còn 10 giây nữa. Cho thiên con thiên đế hàng đầu luôn kìa các bạn. À già sắp xếp vị trí rồi, cho Tiểu Bạch Long ở chỗ Ngộ Không luôn. Không chơi thiên kỹ rùa nữa. Thiên kỹ rùa bóp quá các bạn. Đấy, tháo thiên kỹ rùa có cái có cửa thắng nó đẹp hơn các bạn. Đúng không? Ờ rùa rùa bây giờ mới gọi. Có vô lý thế nhỉ? Ui. Cái phong hỏa nhìn nó sợ. Thôi chúc mừng Thiên Cú Đế nhé. À, chúc mừng server S5 đúng không nhỉ? Ừ, chúc mừng server S5. À, chúng ta sẽ đảo qua lại cái trận trận phản đam này một chút các bạn nhé. Trận phản đam nào nhỉ? Đi gần đánh với Mưu Bánh Bèo. Trận này là mình nhớ là trận thứ hai đúng không? Ừ, trận thứ hai. Giảm speed một tí. Gọi rùa này. Bị miễn dịch này. Ôi hồi một quả phun máu này. À không phải bị đánh mà bị Dương Tiễn đánh. Rùa nó bóp tim nhỉ. Rùa thánh chứ rùa thì chỉ đi PvE thôi, đi PvP hay bị bóp tim lắm. Bởi vì nó sẽ đánh vào con rùa. Thôi à, xin chúc mừng Thiên Cú Đế nhé. À, mình vote có đúng không nhỉ? Con đường cản quân dự đoán của mình này. Dự đoán cụm thứ nhất là này, cụm bét là cụm 4. Thì cụm bét, ôi cụm bét là cụm 8 các bạn ạ. Cùng 4 vẫn thắng được. Ui cùng 8. Cùng 8 ở cụm này. Hết chà. Mất đi một điểm. Nhưng thôi không sao. Cũng được 5.200 điểm.
5.200 mình mở luôn các bạn nhé, xem có chút nhân phẩm không. Trời thương trời độ cho con xin chút nhân phẩm. À mình để ý là mình đang thiếu cái món gì nhỉ? Lấy cái mũ, một cái mũ và một cái vũ khí. Minh văn này, vũ khí này và một cái mũ khải đấy rồi. Đấy, mua được hai cái. Xem có nhân phẩm có nổ không. Ngon, ngon, ngon. Lúa về các bạn ạ. Ui được. À, trị liệu cũng được, tôi có còn hơn không. Minh văn này. Ui, mình chọn sai à các bạn. Đây, lấy được cái này ngon rồi các bạn ạ. 12% sát thương, hai cái. Quá tuyệt vời. Ủa, cái minh văn kia mình quán là khôi. Khôi là cái gì? Chết giờ, mình chắc là khôi là chắc là cái áo rồi các bạn ạ. Ôi mình chọn nhầm rồi. Thôi không sao, kệ đi. Mình đấu giá chút luôn. Cái này đắt nhỉ. Cái này không có tiền mua giá cho. Ôi cái này nhiều thế. Cả tiên lộ nữa này. Đợt này nó ra cả tiên lộ nữa. Đồ khá là nhiều các bạn ạ. Ngoài pháp bảo thần thông nữa. Ôi quả này đấu giá chót căng đấy. Bình thường 2.000, 2.400, 2.400 cho một cái này. 2.400 một cái này gấp 3 lần. 6.700 đúng giá rồi đấy các bạn. Các bạn hay đấu giá minh danh phôi này nhỉ? Mình ít đi lắm. Đợt này được hai cái cực. Thôi mình đấu giá một cái này. Làm quả giá chót. Bởi vì Kim Nguyên Bảo giờ mình dành cũng không làm gì thì thôi đấu giá đi. Không biết là đấu giá kịp không. Không rằng là kịp. Còn mấy giây nữa các bạn ạ. Làm được một quả. Nhập liên tục. Khỏi cần auto, mình nói thật các bạn. Không cần auto đâu. Ui lát cũng mua được rồi. Không đủ. Nhưng mà không có tiền. Nhanh lắm. Ui mấy ông này nhanh lắm. Nhất là mấy cái cực này này. Nhanh cực kỳ. Thôi clip của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào.